Hello. Xin chào tất cả các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau trong phần âm tiếp theo, âm bật nha. Rồi, tiếp tục trong từ áo cái chăn đúng không nào? Blanket. Blanket. Âm a bẹt này, blank. Bây giờ tròn miệng bẹt miệng đúng không? Blank. Rồi, âm it, get, âm y ngắn. Blanket nha. Rồi, blender. Blender. Blender nha, cái máy xay. Blimp, blimp, nha, blimp, rồi, blizzard, 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 nha, rồi, blizzard, rồi, blocks, 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 rồi, blue, blue, nha, rồi, the blue blanket blew away, nha, nghĩa là cái chăn màu xanh thì thổi bay mất, bị thổi bay mất đúng không nào? Thổi bay mất. The blue blanket blew away, yeah, blew away. The blue blanket blew away là đã quá khứ của từ thổi, blow đúng không nào? The blue blanket blew away. The blue blanket blew away. Nhớ chưa nào? Rồi, để tập ghi cho cô nhé.